đánh số thứ tự rất nhanh. Thì bình thường nếu anh em mà chỉnh sửa bằng tay viết text, gõ những cái bản vẽ như này có thể mất đến vài phút hoặc là vài chục phút được nhận, mà thậm chí là mất hàng giờ liền nếu mà anh em có vài trăm bản vẽ thì làm rất là lâu. Thì sẽ là start number sẽ là 08 và vẫn là KT, ok luôn không ạ? Em chọn tiếp vào đây. Đấy, cứ quét chọn qua này thì nó tự động nó nhận các cái block nó sáng lên như này. Đấy. Ok ạ. Thì đây sẽ là 08 và vân vân cho đến KT15. Tuyệt vời không anh em? Hello, chào mừng anh em đã đến với kênh chia sẻ kiến thức AutoCAD của Nguyễn Quang Thuận nha. Có thể là rất nhiều anh em đã từng làm việc trong các cái dự án bằng AutoCAD đúng không ạ? Và gặp cái trường hợp là rất nhiều những cái bản vẽ như vậy. Đấy thì nó sẽ chia ra rất nhiều các hạng mục như sau, là kiến trúc, ví dụ là kết cấu này, nội thất, lát sàn, cửa, nước, điện, trần, chống sét hay camera vân vân. Thì rất nhiều hạng mục như vậy. Thế thì khi anh em làm việc và có những cái block về bản vẽ như vậy thì anh em cũng cần phải đánh cái số tên, ký hiệu tên bản vẽ. Thế thì rất nhiều bản vẽ, ví dụ những cái dự án mà có hàng trăm bản vẽ thì anh em đánh có thể mất rất nhiều thời gian. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Thì có một công cụ rất là hay mình chia sẻ với anh em, đó là công cụ về lip, lip trong AutoCAD. Thế thì trong cái lip này hôm nay tôi sẽ chia sẻ trong video này hoàn toàn miễn phí cho anh em nhé. Và ở trong cái 10 VAB mà mình tặng cho anh em số liệu học viên AutoCAD của mình ấy, thì mình cũng chia sẻ luôn là cái lip này, link tải ở dưới phần mô tả của video này luôn. Đấy, còn anh em là học viên của mình đăng ký lớp học AutoCAD rồi thì có thể là vào trong 10 ghi và xem trong cái phần thư viện lip này, lip kết hay dùng. Và chúng ta sẽ có một cái lip ở đây, nó là lip đánh số thứ tự tự động. Và tên của nó chính là, mình mở ngoặc ở đây luôn, nó là KHBV. Đấy, rất là rõ ràng, được chưa? Anh em nào mà chưa có 10 ghi này thì có thể tải cái lip này ở dưới phần mô tả hoặc bình luận của video này nhá. Ok, thế thì đầu tiên thì với những cái bản vẽ, những cái nhà mà chúng ta cần đánh bản vẽ, đánh số thứ tự, ví dụ như là hạng mục kiến trúc này. Đây thì sẽ có là ví dụ là kiểu bản vẽ là KT01, đấy, ký hiệu là KT kiến trúc nha. Đấy, và cứ là lần lượt là 02, đấy, 03 vân vân. Hay là hạng mục về kết cấu này, đấy, thì sẽ là KC0102. Đấy, dạ, lần lượt như vậy và theo thứ tự từ trên dưới hoặc từ trái sang phải, tùy chỉnh nhất định theo anh em đã dàn trang từ trước. Hạng mục nội thất sẽ là NT. Đấy, kiểu như vậy, NT0102. Tương tự với các cái phần về lát sàn, người ta ký hiệu nó là LS 0102. Cửa thì nó sẽ là C này. Nước sẽ là N này. Đó. Phần điện tương tự như vậy. Và các hạng mục còn lại, ví dụ lát sàn, trần là T này, chống sét là CS. Đấy, thì nó sẽ có thêm những cái phần, đó là cái phần tiền tố ở trước này, tức là ký hiệu của chuyên ngành, sau đó mới đến cái số thứ tự cần đánh. Thế thì nếu mà chúng ta đánh bằng tay thì mất rất nhiều thời gian đúng không? Thế thì đầu tiên thì ở đây mình đã copy sang một cái file mới rồi. Giả sử như một cái bản file bản vẽ hoàn toàn nó chưa có một cái ký hiệu về bản vẽ nào cả. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu những bước đầu tiên như thế nào? Ok, đầu tiên bước 1 là anh em cần phải tạo ra cái text. Tạo ra cái text, và cái text mà khi anh em gán vào trong cái block này, người ta gọi là cái text ATT hay người ta gọi là text attribute ấy, text thuộc tính cũng được. Đấy, thì khi mà cái text thuộc tính này nó dán vào cái block, dán vào trong block ấy, được tạo vào trong block, thì người ta gọi là block thuộc tính hay là gọi là block attribute. Đấy, thì anh em có thể tìm hiểu trên mạng về cách tạo cái này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn nhanh luôn trước khi dùng cái lip đánh số tự động hàng loạt bản vẽ, được chưa? Ok, bước 1 là anh em sẽ cần phải kích và đúp vào trong cái bản vẽ, trong cái bản vẽ khung tên này. Anh em mở ra. Đây ạ. Và đây trong bản vẽ khung tên. Thì tại đây thì anh em sẽ không viết lệnh text như thông thường, mà anh em có lệnh cho mình là ATT để tạo ra được cái text là attribute, được chưa? Đấy, ok. Khi nó hiện ra cái bảng này thì anh em gọi, anh em chỉ điền thông số vào ba cái ô này. Đấy, chọn chiều cao và chọn những cái căn lề này. Đấy. Tag này ví dụ anh em có thể gõ là ký hiệu trục chẳng hạn. Ký hiệu bản vẽ chẳng hạn. Đây. Form này thì anh em có thể đánh là 1 đi. Default nó chính là cái giá trị minh họa hiển thị ở ngoài ấy, mô tả ấy. Ví dụ anh em là KT01 đấy, thì bên ngoài nó sẽ hiện dạng như thế này. Đấy, ví dụ thôi, sau mình sẽ thay đổi được cái này trong mỗi bản vẽ khung tên. Đấy, về căn lề, text setting em để là mid center cho mình. Text thì anh em phải chọn một kiểu text tùy ý nhá. Đấy, kiểu text thôi, cái này không chuyên sâu, mình không hướng dẫn vào.
Tech ở đây tech 2 anh em có thể là một là nhập chiều cao đây, hai là anh em có thể là chọn trực tiếp ở trên cái khung bản vẽ này. Nếu anh em không biết chiều cao khoảng bao nhiêu thì anh em thể ứng ai chừng ở trên bản vẽ nhé. Đấy, ví dụ như vậy. Ok, góc xoay là không. Tại đây đạt được những cái điền được cái thông tin này rồi, anh em ấn ok. Đấy, và anh em chọn điểm đặt thôi. Đấy, giả sử như là cái text nó đang to quá chẳng hạn. To quá thì anh em ấn lại scale nhỏ lại như bình thường thôi. Đây là text thuộc tính. Đấy, ví dụ anh em để trong căn lề cho nó vừa cái. Ok, sau khi anh em vẽ này thì cái text này anh em có thể là chuyển màu cho nó bằng một cái layer khác cũng được. Ví dụ giả sử như mình chọn một cái layer khác màu cho nổi bật đi, ví dụ text 2 đi, màu đỏ này. Đấy. Sau đó anh em ấn block close cái block editor này để nó có thể là hoàn tất quá trình đã tạo được được cái block attribute. Tuy nhiên với cái block attribute này thì nó sẽ không hiện ngay ra ngoài khi mà chúng ta đóng cái giao diện chỉnh sửa bản vẽ lại, chỉnh sửa block lại. Thì anh em dùng một cái lệnh cho mình, nó lệnh cập nhật cái thay đổi cho bản vẽ block attribute ấy, và lệnh att sin. Đấy, att sin anh em chọn đây, và nó hỏi là select là chọn bản vẽ theo tên hay là hay chọn trực tiếp. Anh em chọn là s, chọn select này và chọn trực tiếp vào cái block khung tên mà chúng ta vừa mới chỉnh sửa, được chưa? Ok, anh em chọn yes thì nó sẽ đồng bộ ra. Thì ngay lập tức thì trong cái các cái khung tên nó sẽ hiển thị là tên kiểu bản vẽ là cái mà chúng ta vừa nhập vào rồi, ví dụ KT01 này, được chưa? Thì tất cả các block khác nó cũng hiển thị như vậy. Như vậy thì làm sao để chúng ta có thể đánh được thứ tự các bản vẽ này nó có các cái tự khác nhau? Bước 2 thì anh em sẽ làm như sau ạ. Bắt đầu tụi anh em dùng đến lib rồi, anh em gọi lại AP cho mình. Tìm đến thư mục chứa lib nhá. Và load đến cái lib này cho mình. Và mình nhắc lại là cái lib này mình chia sẻ miễn phí và để cái link tải ở phần mô tả của video hoặc là dưới bình luận của video này. Chờ anh em tải về máy tính nhá. Và tên lệnh nó là KHBV. Và anh em sẽ load nó vào. Đấy, hoặc là vào một content này để load để dùng thường xuyên. Ôi, anh em ấn close thì ngay lập tức thì cái clip đã được load vào rồi. Bây giờ anh em gõ KHBV. Ok chưa? Thì tại đây thì là nó hiển thị ra một cái bảng cho ta hiệu chỉnh về đánh số tự rất cụ thể và chi tiết, được chưa? Rất tuyệt vời. Ok, anh em nào thấy thử. Pick ở đầu tiên anh em sẽ tag name, anh em sẽ pick, chọn pick cho mình. Pick vào cái text attribute ấy. Ở trong cả toàn bộ cái khung tên này thì có thể nó có nhiều text attribute nhé. Anh em chọn đúng vào cái text attribute kiểu bản vẽ ở đây mình vừa tạo ra. Đây anh em chỉ đúng vào cái chữ KT01 này, chính là text attribute vừa tạo này. Ok chưa? Xong phần pick, sang ô thứ hai là start 5. Ví dụ số bắt đầu là bao nhiêu đúng không ạ? Anh em để bắt đầu là ví dụ 01 ở đây. À, cái perfect này này. Perfect này có thể anh em dùng AutoCAD mà thiết lập về dim hay là các thứ thì quen rồi. Thì perfect nó sẽ là tiền tố và suffix nó sẽ là hậu tố. Thì tại cái tiền tố này anh em đặt là KT, nó chính là cái tiền tố ở đây này. Ví dụ mối chuyện ngành KT hay là điện là D đấy, nước là N đấy, hay là nội thất là NT ấy. Thì anh xem sẽ không đặt hết vào trong này, được chưa? Mà đặt cái số thứ tự là chỉ là 01 ở đây thôi. Còn cái phần KT ở đây gạch ngang này thì anh em sẽ đặt ô perfect là tiền tố, được chưa? Hậu tố ví dụ là hậu tố, ví dụ KT này 01 này à, xong lại là NT gì nữa chẳng hạn, thì đấy là hậu tố. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không dùng cái hậu tố, dùng hậu tiền tố thôi. Ok chưa? Cái short option này là chính là cái thiết lập nhanh. Thì ở đây nó, anh em có thấy là nó có cái tính năng là không thiết lập gì. 1, 2 và 4 ở đây là ví dụ là đánh số theo thứ tự là hàng ngang và từ trên xuống dưới, top xuống bottom này. Hay là theo các cột thì sẽ là gì? Top bottom. Hàng ngang sẽ là round bottom xuống top, hay là các cột nó sẽ là bottom xuống top. Ở đây mình chọn là các cái hàng cột thôi, column rồi. Đấy, và thứ tự là top bottom, được chưa? Tùy anh em có thể test lựa chọn. Đấy, rất là tuyệt vời. Sau khi anh em đã thiết lập tương tự như vậy rồi, anh em nhấn ok thôi. Và ở đây nó hỏi là select object, tức là chọn những cái block khung tên mà các bạn muốn đánh cái số tương tự và có cái tiền tố là KT này. Thì ở đây ví dụ cái hạng mục kiến trúc này mình sẽ quét chọn như này. À, anh em chỉ cần quét chọn cả nha, thì nó chỉ nhận những cái block mà có khung tên vừa rồi thôi. Đấy, thì ở đây là KT01 này. Và xuống đến đây bắt đầu nó sẽ là KT02.
Đấy, tuyệt vời không ạ? 03 này. 04 này, được chưa? Tuyệt vời không ạ? 05 này. Đấy, và cuối cùng là 07, được chưa? Và đến tiếp tục cái cột này. Đấy, cái cột này thì nó vẫn là KT01 bởi vì chúng ta chưa chọn đúng không ạ? Thì chúng ta làm lại thì ở cái này vẫn là thuộc cái hạng mục về kiến trúc. Thì ở đây KT07 rồi thì anh em sẽ chọn tiếp là KT08 từ đây. Thì anh em ấn nhắc lại lệnh thôi. Thì sẽ là start number sẽ là 08 và vẫn là KT ok luôn đúng không ạ? Em chọn tiếp vào đây. Đấy, cứ quét chọn qua này thì nó tự động nó nhận các cái block nó sáng lên như này. Đấy. Ok ạ. Thì đây sẽ là 08 và vân vân cho đến KT15. Tuyệt vời không anh em? Hết sức là tuyệt vời. Đấy, chúc mừng anh em đã xem được cái video này nhé và tìm được đến clip này để giảm thiểu được rất nhiều thời gian khi làm việc. Đến phần kết cấu này anh em cũng nhắc lại lệnh thôi và đặt chuyển cái phần tiền tố ở đây. Nếu không phải là hạng mục về kết cấu nữa mà nó là cái kiến trúc nữa mà là kết cấu thì anh em đặt là KC. Đấy. Viết hoa cho nó đồng bộ, cũng gạch ngang được chưa? Và bản vẽ 01 này. Được chưa? Ok. Và cũng thứ tự là từ trên xuống dưới. Thì tại đây anh em nhấn ok rồi và chọn. Trường hợp mà các bản vẽ mà bố trí theo kiểu hàng có cả hàng ngang như này thì anh em sẽ chọn lần lượt nhé. Ví dụ là chọn ba cái đầu ở trước đi. Đấy, tại vì nó rất nhanh thôi. Thì ở đây sẽ là KC01 này. Và đây là KC03 này. Đấy, và nhắc tiếp nó sẽ là 04 thì nó sẽ các bạn chọn là hai cái này. Đấy, và 05 này. Chọn tiếp nó là 06 thì lại chọn tiếp vào đây. Đấy, và chọn tiếp là 08 đúng không ạ? Nó tự động nó sẽ nhảy thông minh cho ông ta. Rất tuyệt vời mà anh em không phải nhập. Đấy, đến đây là KT11 thì khi bạn nhắc lại lệnh rồi bằng bằng phím space thì nó lập tức nó sẽ là number 12. Đấy, rất là thông minh luôn. Tiếp tục nhấp ok thôi. Anh em chỉ việc là nhắc lại lệnh và nhấp ok thôi. Để làm sao để nó không bị hiểu nhầm giữa các hàng và các cột thôi. Ok không ạ? Thì anh em làm tương tự như vậy, ví dụ là CM đi. Là đến bản vẽ cuối cùng ví dụ là CM này, camera này. Và anh em chọn cũng là từ bản vẽ xuất phát là 01, còn nếu bản vẽ xuất phát từ 05, 07 thì tùy anh em nhập nhé. Đấy, giả như mình làm xong cái cuối cùng này thì đây là có CM01 và CM03. Đấy là ba cái bản vẽ về camera. Đánh số thứ tự rất nhanh. Thì bình thường nếu anh em mà chỉnh sửa bằng tay viết text gõ những cái bản vẽ như này có thể mất đến vài phút hoặc là vài chục phút được nhỉ, mà thậm chí là mất hàng giờ liền nếu mà anh em có vài trăm bản vẽ thì làm rất là lâu. Thì khi mà anh em sắp xếp làm sao để cho theo thứ tự đúng thẳng hàng thẳng cột này thì làm rất là nhanh. Thì nó chỉ trong vòng một vài ít phút thôi là có thể là đánh được thứ tự nhanh chóng toàn bộ cái hệ thống file bản vẽ dự án của bạn. Anh em thấy tuyệt vời không ạ? Và nhớ rằng là đây là cái clip là đánh số thứ tự block nhá, thuộc tính nhá, là KHBV. Đấy, nó áp dụng cho với những cái block có gắn thuộc tính bên trong. Đấy. Thế vậy thì hai bước vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho anh em rất là nhanh chóng và hy vọng anh em có thể là giúp ích được anh em vào trong cái công việc cũng như học tập cũng như là triển khai các công việc ngoài kia trong những dự án của mình. Đấy, hết sức là tuyệt vời. Đó, và mình là Nguyễn Quang Thuận. Hãy nhớ là theo dõi kênh YouTube của mình nhé để cập nhật thường xuyên những cái video chia sẻ kiến thức AutoCAD. Đăng ký kênh để không bỏ lỡ các cái video tiếp theo. Đấy, và đây là cái kênh cộng đồng AutoCAD Việt Nam, đây là website. Anh em phải gõ vào cộng đồng autocadvietnam.com. Đây là website mình chia sẻ các cái kiến thức cũng như là thư viện AutoCAD miễn phí dành cho anh em, được chưa? Cập nhật bài viết liên tục. Ok. Vâng ạ. Và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.